Dịp lễ Phật đản năm nay, nhiều ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh đã trang trí cờ hoa và lồng đèn từ đầu tháng 4 âm lịch. Là một trong những ngôi chùa có thường xuyên trang trí vào dịp lễ, năm nay, chùa Pháp Hoa đã sử dụng khoảng 10.000 chiếc lồng đèn để trang trí dọc bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè dài 400 mét. Đến tối, ánh sáng từ chuỗi lồng đèn này sáng rực một đoạn kênh Nhiêu Lộc, thu hút đông đảo Phật tử và khách thập phương đến vãn cảnh chùa. Cùng với đó, nhà chùa cũng hạ thủy 7 chiếc lồng đèn hoa sen dưới dòng kênh. Theo đạo Phật, Đức Phật khi sinh ra đã đi 7 bước, dưới mỗi bước chân nở một đóa sen nâng gót. Mình là một Phật tử nên là mình cũng hay sinh hoạt ở chùa này. Thì đây là mùa thứ hai mình tham dự lễ Phật đản ở chùa Pháp Hoa. Thì năm nay là mình thấy là năm nay ở chùa thì trang trí nó đẹp hơn là năm ngoái. Mình lên mạng xem báo thì thấy chùa này đang trang trí đẹp đó. Nên là mình vừa đi chùa để cầu an vừa để vãn cảnh chùa luôn. Những chiếc lồng đèn này sẽ được treo đến hết ngày 20 tháng 4 âm lịch. Lễ Phật đản là ngày kỷ niệm Đức Phật Tất Đạt Đa xuất thế. Đây được coi là lễ trọng đại của Phật giáo. Vào dịp này, các Phật tử sẽ đi chùa cầu bình an cho gia đình. Ngày lễ được diễn ra vào ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm.